Hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở ở Gu Shop. Có cái điểm này mà mình rất thích ngoài cái việc quần áo ở đây rất đẹp. Đó là cái tiền. Ở đây tính tiền á, đa phần là tự động mua các bạn. Đấy, tự động ai mua xong ra cả mà có đây tính tiền. Bỏ xu vào đây, bỏ tiền vào đây này. Hướng dẫn như này. Đấy. Công nhận ở Nhật có một cái điểm là tặng tự động tính tiền. Giá rất là cao. Rất thích. Các sản phẩm được trưng bày ở đây, sau đó là ra của anh tính tiền. Đợt này đang vào mùa lễ hội hoa anh đào đây. Osaka khá là đông, mua sắm cực kỳ dã man. Như các bạn nhìn thấy cái hình ở phía trước của mình, đông dã man, tan đông người là đông người. À, đầu tiên là bọn mình sẽ bỏ cái áo vào trong cái thùng ở phía dưới ấy, thì tự động cái máy quét nó sẽ nhận dạng là cái này sản phẩm là bao nhiêu và bao nhiêu tiền, sau đó là mình chọn thanh toán tiền mặt hay là thẻ, và đến cái bước đây là chọn tiền mặt này, 2.145 yên. Này bạn sẽ nhét xu vô đấy, đúng rồi, thả vào đây, bắt đầu máy nó sẽ đếm tiền, bắt đầu tiền mình bỏ này. Sau khi mà đủ tiền cho máy đây nó sẽ thông báo này. Đây tức là còn thiếu 11 đồng nữa này. Ô hay ghê, khi mà ví dụ bạn còn thiếu 11 đồng thì máy nó sẽ tự động bo cho bạn 1 đồng để còn 10 đồng chặn. Confirm. À đây, yên chỗ này là đồng tiền thối này, thối là 40 đồng này. Xong rồi nha, bây giờ bạn lấy bill. Đây. Sau khi mà thanh toán xong thì nó sẽ hiện các bạn cái bill như này. Để các bạn đi ra ngoài cửa không được bảo vệ chống cổ. Đây. Quay được lấy tại đây. Và khi mà xong thì mới đầu tự ra đây mà lấy một cái bịch và bỏ đồ của mình vô. Hay chưa? Tự tất cả mọi thứ là đa phần là tự động hóa hết. Đây là Gu Shop, là miễn thuế ha. Với bọn mình mới vào đây và trải nghiệm cái
thanh toán tự động của cái shop này, khá là thú vị các bạn ạ. Đấy.